Thưa quý vị, vào sáng ngày 25 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa nhận được đơn xin rút kháng cáo của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 28 tuổi, quê ở Gia Lai, được gửi từ trại tạm giam Chí Hòa, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Trang tự nguyện viết đơn rút kháng cáo vì cho rằng đến giai đoạn xét xử phúc thẩm, Trang cảm thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân. Trong đơn viết tay, Trang trình bày nội dung ngắn gọn, chưa đầy một trang giấy. Đến giai đoạn xét xử phúc thẩm, tôi thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân, nên tôi tự nguyện viết đơn xin rút kháng cáo. Đơn đã có xác nhận của trại tạm giam. Được biết, dù Trang rút kháng cáo, nhưng tòa phúc thẩm vẫn triệu tập bị cáo này đến tòa. Trước đó, vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, Trang có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình về các tội giết người và hành hạ người khác. Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do tôi nhận thấy mức án trên là quá nặng so với hành vi phạm tội của tôi. Như vậy, sau khi Trang xin rút kháng cáo, tòa phúc thẩm sẽ chỉ xem xét kháng cáo của người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cháu NTVA đối với Nguyễn Kim Trung Thái là cha ruột của VA. Người này trước đó bị đề nghị xử lý tội giết người với vai trò đồng phạm giúp sức. Theo dự kiến, vào ngày 28 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của luật sư bảo vệ cho bị hại, đề nghị xác định Thái đồng phạm với Trang về tội giết người. Bởi theo luật sư, mức hình phạt 8 năm tù đối với Thái là quá nhẹ, chưa thể hiện được sự nghiêm minh của pháp luật và không đúng với hành vi phạm tội của Thái. Thời gian gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến câu chuyện hành xử của một số nghệ sĩ, bởi những ồn ào này gây ấn tượng xấu trong dư luận. Có không ít những người nghệ sĩ, những người nổi tiếng ảo tưởng về quyền lực mềm của bản thân nên ngông cuồng tự cho mình được quyền hơn người, phán xét. Thậm chí là có những phát ngôn đe dọa, xúc phạm, miệt thị, công kích lẫn nhau, xem nhẹ các giá trị chuẩn mực khác, ảnh hưởng đến khán giả, đặc biệt là giới trẻ có cách nhìn lệch lạc. Và từ đâu mà họ lại có sự ảo tưởng quyền lực như vậy? Nên có những biện pháp xử lý vi phạm của người nghệ sĩ trên không gian mạng hay là không? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ghi nhận sau đây của chúng tôi. Không phải ngẫu nhiên mà công chúng bị thất vọng bởi cách hành xử của nghệ sĩ, bởi vô số scandal đó không chỉ đến từ những người mới chập chững vào nghề mà lại được tạo nên từ hàng loạt người nổi tiếng, ngôi sao hạng A. Nhờ có lượng fan đông đảo, nhiều nghệ sĩ Việt tự đặt mình ở vị trí cao hơn mọi người, phát ngôn và hành động phản cảm. Vài nghệ sĩ sẽ cho mình một cái giống như kiểu một cái tính trịnh thượng rồi chảnh chọe, và chính vì thế họ sẽ có những cái phát ngôn hoặc là những cái lời nói nó ảnh hưởng rất nhiều đến khán giả và đến cả cái tên tuổi của họ. Sự ảo tưởng ấy còn bắt nguồn từ chính tình cảm, sự hâm mộ của công chúng dành cho nghệ sĩ. Các sự kiện nhãn hàng cũng đều dành sự ưu ái cho họ. Vì thế, mặc nhiên, nhiều nghệ sĩ nghĩ rằng mình được quyền hơn người, mắc bệnh ảo tưởng quyền lực, cũng đồng nghĩa với sự phô trương khỏe mẽ. Rõ ràng là so với một người bình thường thì rõ ràng là họ cảm thấy rằng là cái lời nói của họ có trọng lượng. Rồi thì căn cứ vào chuyện đấy rồi với rất nhiều chuyện khác, ví dụ như là khi mà doanh nghiệp sự kiện nào đấy cần họ có mặt, phải trả một số tiền rất lớn thì họ mới có mặt. Thế thì từ những cái việc như vậy khiến cho một số người nghệ sĩ cảm thấy rằng là mình là gọi là quyền lực, mình là có một cái gì đấy nó gọi là ở trên cao và nói ra mọi người phải nghe. Mọi người không nghe thì có thể giận dỗi, có thể trách móc nọ kia. Và đấy chính là cái biểu hiện cho cái việc là gọi là ảo tưởng sức mạnh. Và từ cái việc ảo tưởng sức mạnh đấy thì có một số nghệ sĩ đã có những hành vi, có những hành xử không đúng mực. Thời gian qua, một số nghệ sĩ đã phải nhận sự chỉ trích của khán giả. Một ca sĩ nữ hứng chịu làn sóng chỉ trích từ chính cộng đồng fan ruột sau khi có phát ngôn coi thường người hâm mộ. Nghệ sĩ hài bị kêu gọi tẩy chay trong suốt dịp Tết Nguyên đán năm 2023 vì kể câu chuyện mẹ con, chiếc bánh chưng. Một MC nổi tiếng bị phản ứng vì phát ngôn, đời nghệ sĩ khó nuốt. Một sao hạng A buộc phải gỡ bỏ chữ The King ra khỏi tên phim chính thức trước sự phản ứng gay gắt của dư luận. Nghệ sĩ phải có khán giả, nếu không có khán giả nghệ sĩ diễn cho ai xem. Thế thì nếu như bạn không tốt, chúng tôi đòi hỏi bạn phải là một người nghệ sĩ tài năng, nhưng bạn phải là người có đức, bạn phải xử lý đúng. Bạn phải xử lý đúng là một người tử tế, là một người có văn hóa. Thế thì nếu như bạn vi phạm cái đó, chúng tôi có quyền tẩy chay bạn, chúng tôi không xem bạn nữa. Chúng tôi gây sức ép cho các đơn vị tổ chức để các đơn vị tổ chức phải cancel bạn, không mời bạn nữa. Người ta mong muốn rằng là tất cả những thứ mà lệch chuẩn phải được kỷ luật một cách nghiêm minh. Nhà nước chưa có một cái chế tài về pháp lý đủ mạnh thì chúng tôi là những khán giả,
chúng tôi sẽ tẩy chay. Có rất là nhiều những cái biểu hiện tiêu cực. Ví dụ là người ta lạm dụng cái mạng xã hội hoặc là cái ảnh hưởng cái không gian mạng và cái ảnh hưởng của mình để mà quảng bá về bản thân, PR bản thân, chủ yếu là đánh bóng tên tuổi. Rồi là một số người thì lại lợi dụng cái đấy để kiếm tiền, hoặc là một số người thì lại biến cái môi trường mạng thành cái công cụ để đi quảng cáo. Cái đấy nó lại là lạm dụng, và rất là nhiều trường hợp là sai và không đúng. Những lệch chuẩn không phù hợp của một số nghệ sĩ sẽ ảnh hưởng tới công chúng, môi trường văn hóa, đặc biệt trong giới trẻ. Do đó, cần có quy định về luật pháp, chế tài nghiêm khắc để răn đe, xử lý, để nghệ sĩ không có những chia sẻ hoặc có hành động lệch chuẩn. Năm 2021 thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đưa ra một cái bộ quy tắc ứng xử cho những người hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên cái đấy nó vẫn khuyến khích theo kiểu là dùng ý thức tự giác là chính và chưa có chế tài để xử phạt. Thế gần đây đấy, cái quyết định của bên Bộ Thông tin và Truyền thông ấy thì đã đưa vào những cái chế tài, thì nó sẽ góp phần là bổ trợ cho cái bộ quy tắc đấy. Thì tôi thấy rất là tốt, và cái đấy nó sẽ góp phần là chấn chỉnh cái tình trạng mà văn hóa ứng xử đang rất là nhiều cái vấn đề ở trên mạng bây giờ. Tôi nghĩ rằng là đấy là một trong những cái điều rất là cần thiết, phải nói là cấp thiết ở thời điểm hiện tại. Một cái thị trường showbiz như vậy thì rõ ràng nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái thị hiếu của những người trẻ. Có rất nhiều người ta trước đây người ta không quan tâm showbiz, nhưng bây giờ người ta buộc phải quan tâm. Bởi vì sao? Con người ta đang bị ảnh hưởng bởi showbiz, cho nên là cái đối tượng đấy bây giờ cũng rất nhiều. Và những đối tượng đấy là những đối tượng mà rất là ủng hộ mạnh mẽ cái quy định này của Bộ Thông tin không? Việc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành cấm sóng, biểu diễn và quảng cáo với những nghệ sĩ và người có tầm ảnh hưởng nếu vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục từ tháng 10 năm 2023, hy vọng sẽ là vòng cương tòa, là giới hạn cho sự ảo tưởng của nghệ sĩ. Chưa phù hợp với thuần phong mỹ tục của con người Việt Nam. Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn gửi các đơn vị trực thuộc, các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình dịch trên địa bàn thành phố để nhận định, đánh giá và đề xuất kịp thời các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch y tế quốc tế đối với người nhập cảnh vào Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài, và đặc biệt là các trường hợp đến và đi từ các quốc gia, khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới. Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và các đơn vị liên quan thu thập mẫu bệnh phẩm, thực hiện xét nghiệm chuyên sâu và xác định chủng SARS-CoV-2 gây bệnh đối với các trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và có tiền sử đến và đi về từ các quốc gia, khu vực đã ghi nhận và lây nhiễm biến chủng mới. Cùng với đó thì đẩy nhanh việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt mục tiêu đề ra của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể để triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nhất là các nhóm đối tượng có nguy cơ cao.